Tiếp tục series về việc là đi chợ ở Quảng Châu, Trung Quốc. Tại sao Su lại chia sẻ với mọi người nhiều video về việc là đi đánh hàng Trung Quốc như thế? Bởi vì Su biết là bây giờ là cái thời đại người khôn cuộc khó, làm cái gì nó cũng khó khăn, nên Su muốn chia sẻ thật là kỹ càng với mọi người tất cả những cái kinh nghiệm, để nếu như bạn nào muốn là đi nhập hàng thì mọi người sẽ có được những cái lý thuyết nó căn bản nhất để mọi người đi nó sẽ đỡ tốn tiền hơn. Và video này sẽ là một video chia sẻ những cái kinh nghiệm về việc là đi các cái chợ. Su đã có hai video, một là video về đi chợ vải và video là chia sẻ về những chợ buôn quần áo rồi, nhưng mới chỉ là điểm qua thôi. Còn video này sẽ chia sẻ với mọi người những cái gọi là giúp cho mọi người đỡ tốn tiền khi mà mọi người đi đánh hàng như thế thì có những kinh nghiệm gì. Đầu tiên đó là việc di chuyển. Thì nhiều bạn cứ sợ là mình không biết tiếng thì mình có di chuyển được không, hoặc là mình biết tiếng thì mình đi nhưng mà mình cũng không có kinh nghiệm gì thì phải làm như thế nào. Thật ra nếu như các bạn biết tiếng thì các bạn hoàn toàn có thể di chuyển bằng những cái phương tiện như là tàu điện ngầm này, xe đạp này hay là taxi. Mà tất cả những cái này thì Su đã chia sẻ trong video đi du lịch Trung Quốc rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Su sẽ để link cả ở phía trên và phía dưới cho mọi người. Còn đối với những bạn là không biết tiếng hoặc là mới học tiếng kiểu bập bẹ thôi và khó để giao tiếp khi mà các bạn muốn mua bán trả giá thì phải làm như thế nào? Kinh nghiệm của Su đó là mọi người có thể thuê tai. Tai là một cái thuật ngữ về người phiên dịch mà ở các dân buôn hay sử dụng, là những cái người mà họ thường xuyên nó đi đánh hàng giúp cho những cái dân buôn ở Việt Nam, hoặc là những cái hướng dẫn viên theo kiểu là thuê một một. Người ta sẽ chỉ take care cho đoàn của bạn thôi, cho bạn hoặc là hai ba người bạn cùng đi với nhau để đi được đến những cái chợ đấy. Ngày xưa khi mà Su mới đi chợ ấy thì Su cũng phải thuê tai. Ngày đó thì Su biết tiếng Trung rồi nha, bởi vì Su học đại học 4 năm tiếng Trung ra và mình rất tự tin về ngôn ngữ của mình. Nhưng mà khi đi chợ thì mình cũng không có kinh nghiệm gì cả, mình không biết là làm thế nào để mặc cả hay là đi đến các chợ nào thì mới là đúng. Thì mình cũng phải thuê tai để người ta dẫn mình đi cho mình biết. Đó, thì các bạn có thể là liên hệ để thuê những cái người này. Những người này thì nếu như mà có người quen chỉ cho các bạn thì tốt, còn nếu không các bạn có thể là lên các cái group về đánh hàng Trung Quốc hay là du lịch Trung Quốc thì các bạn đăng bài, các bạn thuê thì đều sẽ có nhá. Giá để thuê những bạn tai như thế này thì trung bình sẽ rơi vào khoảng 500 tệ cho một ngày, tương đương là khoảng 1,6-1,7 triệu tiền Việt Nam cho một ngày. Thì người ta sẽ dẫn bạn đi những cái nơi mà bạn muốn, hoặc là giúp bạn mặc cả. Rồi khi mà bạn mua hàng xong thì người ta cũng sẽ giúp bạn là vận chuyển nó về một cái kho trung chuyển để chuyển hàng về Việt Nam. Thì đấy là nhiệm vụ của các bạn tai. Nên là nếu như mà các bạn chưa biết gì, muốn đến Trung Quốc để nhập hàng thì các bạn có thể thuê người này giúp các bạn. Chi phí như thế thì Su thấy là cũng rất là hợp lý. Và các bạn sẽ không phải chi trả cho việc là tiền di chuyển, vé máy bay hay là khách sạn của họ, mà chỉ chi trả cho cái tiền công của họ trong ngày đấy thôi. Chia sẻ với mọi người một câu chuyện, đó là đợt vừa rồi thì có một cái hội chợ rất là lớn ở Quảng Châu về tất cả các cái ngành hàng. Thì có một người bạn của Su làm ở bên ngành xây dựng, thì bạn ấy làm HR cho công ty và sếp của bạn ấy muốn sang Trung Quốc để xem hội chợ và có liên hệ với Su, thì bảo là muốn Su dẫn đi làm phiên dịch. Thì Su bảo là Su không đi được. Thứ nhất là bởi vì cái chi phí khi mà đưa một người từ Việt Nam sang đó thì nó cũng sẽ cao hơn so với các bạn thuê tai ở Trung Quốc. Su lấy ví dụ như vé máy bay từ Việt Nam bây giờ từ Hà Nội sang đến Quảng Châu nó rơi vào khoảng 8 triệu đồng, cộng với cả tiền khách sạn kiểu 3 sao bình dân thôi nó cũng sẽ rơi vào khoảng 1 triệu 5 cho một đêm. Đó, thì nhân lên vài ngày, chỉ riêng cái tiền là ăn ở đi lại thôi nó cũng đã tốn rất là nhiều rồi. Chưa kể là tiền công của Su phải bỏ công việc ở đây để đi nữa. Thế nên là Su bảo phương án đấy không hợp lý. Tốt nhất là cứ đi sang đó, thuê bạn tai để bạn ý dẫn đi, bạn ý giới thiệu cho. Và nhất là đi chợ ấy thì nhiều người mới đi lần đầu tiên thì mọi người sẽ không có hỏi han gì quá nhiều, không có mắc cả gì quá nhiều, mà đa số là chỉ cần người dẫn đi đến những cái nơi này, đến chợ hoặc là đến xưởng thôi. Thì Su nghĩ là các bạn tai như vậy họ đủ để làm đúng cái nhiệm vụ đấy cho mọi người để tiết kiệm được chi phí nhất. Cái kinh nghiệm thứ hai đó là mọi người phải chọn cho mình được cái chợ phù hợp với sản phẩm mà mình đang định bán và tập trung để đi đến cái chợ đó thôi, chứ không đi lan man. Video trước Su đã chia sẻ với mọi người về đặc điểm của tất cả những cái chợ
buôn quần áo nổi tiếng ở Quảng Châu rồi. Nên mọi người cố gắng là xem lại cái video đấy thật kỹ để biết là ở chợ nào thì họ sẽ bán cái mặt hàng nào. Ở trong video thì bên cạnh việc Su nói, Su cũng đã chèn những cái video mà Su quay cảnh ở bên đấy rồi. Mọi người có thể xem là cái hình thái sản phẩm ra làm sao, với mức giá mà Su đã tham khảo qua giúp mọi người đấy thì có phù hợp hay không để mọi người chọn đi. Bởi vì tất cả các chợ ở Trung Quốc đó, chợ nào cũng rất là rộng. Và nếu như mà các bạn muốn đi xem kỹ cũng như là các bạn nhập hàng ở đấy thì có thể là một khu chợ thôi, các bạn đã mất đến 3 ngày để xem, kèm theo đó là thời gian để các bạn nhập hàng, vận chuyển hàng, đánh hàng về Việt Nam thì nó cũng mất rất là nhiều thời gian. Nên nếu chợ nào các bạn cũng đi theo kiểu là chợ nào cũng phải xem và khảo giá thì rất là mệt. Có một người bạn của Su mà đợt đấy là bởi vì Su lỡ hẹn với bạn ấy, Su không thể nào đi Quảng Châu với bạn ấy cùng cái thời điểm đấy được. Bạn ấy phải tự đi một mình. Và bởi vì không có cái kinh nghiệm là phải chọn chợ nào cũng đi, nên thành ra về nó bảo với Su là chả biết Quảng Châu hình gì, chỉ có đi đến chợ thôi. Quảng Châu thì rất là đẹp, Quảng Châu có rất là nhiều khu khác nhau, có rất nhiều danh lam thắng cảnh để đi chơi nữa chứ không phải có mỗi chợ. Nên nếu như mà các bạn đến Quảng Châu các bạn chỉ đi đến mỗi chợ thôi thì rất là phí, phải đi du lịch tham quan một chút chứ. Vì vậy là trước khi đi hãy tham khảo kỹ xem là chợ nào bán cái gì phù hợp với mình hay không, thì mình hãy đến đó, mình nằm vùng ở đó một vài ngày để có thể là chọn ra trong chợ đấy những cái nhà cung cấp mà phù hợp với mình về sản phẩm cũng như là về mức giá nhất. Nhà nào có thể mặc cả được nhiều, nhà nào có thể lấy được nhiều hàng thì mình cũng có thể là deal giá được một chút, đúng không? Đó thì là cái kinh nghiệm là mọi người phải chọn chợ trước. Nếu mà chọn sai thì sẽ mất thời gian thôi. Ví dụ như bạn muốn kinh doanh hàng mặt hàng giá rẻ đi, tầm 300-400 nghìn bạn bán ở cửa hàng, mà bạn cứ đi đến những cái chợ như là UUS hay là APM thì chắc chắn là các bạn chả nhập được cái gì. Bởi vì là cái mức giá nó không phù hợp, dù là mẫu mã rất là phù hợp nhưng mà giá nó không hợp. Hay là các bạn muốn là kinh doanh hàng trendy, thật là thời thượng, mà các bạn đến chợ Bạch Mã thì chắc là các bạn không chọn được gì mấy đâu. Bởi vì ở đó thì họ hay bán những cái mặt hàng mà trông nó kiểu basic hoặc là dành cho lứa tuổi trung niên, nó sẽ không phù hợp. Sau khi mà các bạn đã xác định được cái phân khúc sản phẩm của mình để đi đến đúng chợ rồi thì các bạn cũng cần phải xác định thêm một số thứ nữa thì mới có thể nhập hàng được đúng và tiết kiệm được chi phí nhất. Đó là việc các bạn phải xác định là nhập sản phẩm gì. Bởi vì rất là nhiều bạn là đi đến chợ xong trông nhiều thứ quá đẹp quá là bắt đầu bị ham mà không biết là mình nên nhập cái sản phẩm gì là đúng. Quy tắc khi mà các bạn làm kinh doanh ấy, thì phải biết được là khách hàng mà mình có thể tiếp cận được họ cần những cái gì, chứ không phải là bán những cái gì mình có. Bởi vì ở chợ thì có đầy thứ, các bạn có thể nhập rất nhiều, quan trọng là các bạn có bao nhiêu tiền để nhập về thôi. Nhưng mà nhập về xong các bạn có bán được cho khách hàng của mình hay không lại là một vấn đề khác. Ví dụ như là khi mà Su đi đến chợ nha, mà Su thấy là có rất là nhiều những cái sản phẩm trông nó độc đáo, nó trendy, ví dụ như những cái áo len lông như Su chia sẻ với mọi người trong video trước ấy, thì mình có thể nhập về bán cho khách hàng của mình hay không, khách hàng có thích hay không thì bản thân Su lúc đấy cũng khá là mông lung. Mình thì có thể là mix match với cả những cái món đồ khác của mình để mặc chơi chơi vài buổi thôi, nhưng mà để nói mà có thể là truyền thông và bán được cho khách hàng của mình hay không, nó là một cái câu chuyện khác. Và hoặc là mình trông thấy có rất là nhiều những cái mẫu váy bánh bèo nó đẹp. Khi mà Su chuẩn bị sắp tới thì mình sẽ phải đi rất là nhiều event chẳng hạn, thì mình cũng muốn là có những cái váy trông nó độc đáo hơn. Mình mặc những cái váy trông nó xòe xòe công chúa một chút để mình đi dự tiệc, đi dự đám cưới. Và đến đấy thì mình thích và mình nghĩ là mình có thể bán được. Nhưng mà thực tế với khách hàng của mình thì rất là khó để mà bán những cái sản phẩm như vậy. Nên đối với các bạn trước khi mà đi thì các bạn cũng phải xác định xem là có thể tiếp cận được cái tệp khách hàng như thế nào và sản phẩm nào mới là phù hợp. Nếu như các bạn tiếp cận tệp khách hàng là minimal, những cái người mà thích những cái gì đơn giản, basic, thì các bạn phải tìm đến những gian hàng bán những cái sản phẩm basic. Hoặc là ở trong gian hàng này, mặc dù là họ bán rất là nhiều sản phẩm bánh bèo, nhưng sẽ có một vài đồ trông cơ bản, đơn giản và nó có điểm nhấn thì các bạn có thể nhặt ra, chứ không phải là sản phẩm nào mình cũng lấy về. Và một cái lưu ý nữa đó là phải tự đặt ra cái bucket nhập hàng của mình. Ví dụ các bạn có 200 triệu để khởi nghiệp và các bạn dự định là đi nhập hàng 100 triệu thì các bạn chỉ được tiêu trong vòng 100 triệu đấy thôi. Đừng có mà quá tay, đừng có nghĩ là cái này đẹp quá nhập về đi rồi sẽ bán được. Khi mà các bạn chi tiêu quá những cái gì mà mình có và dòng tiền nó chưa thể nào nó xoay về cho các bạn ấy thì rất dễ là bị toang đấy.
gọi là bị toang. Bởi vì sao? Bởi khi các bạn nhập hàng về có nghĩa là bạn phải trả tiền trước và bạn phải làm rất nhiều công việc marketing sau đó nữa thì các bạn mới bán được hàng. Có nghĩa là giai đoạn bán hàng là giai đoạn cuối cùng rồi. Trong trường hợp xấu nhất là các bạn không bán được cái lượng hàng như mình mong đợi, dòng tiền nó xoay về không nhiều và các bạn vẫn phải tiếp tục chi trả những cái chi phí vận hành như là tiền nhà, tiền kho, tiền nhân viên, vân vân, những cái tiền đó thì bạn sẽ không đủ kinh phí để vận hành. Vì vậy trước khi đi, các bạn sẽ phải rạch ròi ra cái việc là tiền hàng nó là bao nhiêu. Ví dụ các bạn chỉ có 100 triệu và cần phải nhập 30 mẫu thì mỗi mẫu nó chỉ được nhập trong vòng 3 triệu. Và 3 triệu đó chia cho số lượng là ví dụ là nhập là 100.000 một sản phẩm đi thì 3 triệu các bạn chỉ được nhập 30 sản phẩm của cái đó thôi. Đấy, các bạn chia ra một cách rất là rõ ràng. Và nếu như các bạn cần nhiều mẫu hơn thì mỗi mẫu nó chỉ có một cái số lượng rất là ít thôi. Nhưng mà làm sao để cho trong vòng 100 triệu đấy của bạn nhập hàng về xong là không có bị phát sinh chi phí. Bởi vì cái việc nhập hàng này là cái việc dễ nhất cho các bạn quản lý chi phí rồi. Các bạn có đơn giá của từng mẫu sản phẩm, các bạn cân đối làm sao cho nó phù hợp. Chứ còn về sau có rất là nhiều những cái chi phí khác mà các bạn không thể kiểm soát được. Một việc nữa các bạn phải xác định đó là xác định cái thời gian định đi Trung Quốc và định ở chợ là bao nhiêu lâu để tránh phát sinh chi phí khi mà đi. Thì với Su trong cái đợt vừa rồi mà Su đi Trung Quốc là mình đi 6 ngày 5 đêm. Mình chi tiêu thì cũng không phải là quá gì cả, nhưng mà mình cũng có đi chơi. Thì trung bình một người sẽ rơi vào khoảng 21 cho đến 23 triệu là cả tiền vé đi lại. Ở một cách bình thường, mình ở phòng bình thường, mình thuê một cái apartment thôi nhá. Ăn uống thì không quá sang chảnh, nhưng mà kiểu là cũng ăn nhà hàng. Đó thì cả di chuyển nội địa rồi chơi linh tinh nữa thì mình sẽ rơi vào khoảng đó. Nếu như bạn nào tiết kiệm hơn thì sẽ khoảng là 18 triệu. Thì với cái chi phí như thế này, nếu như bạn đi khoảng 2 người thôi thì nó cũng suy nghĩ là cũng được. Nhưng mà nếu các bạn đi một nhóm 3-4 người thì cái chi phí dành cho cái chuyến công tác được của các bạn nó sẽ cao lên, đúng không? Nên là các bạn sẽ phải xác định cái chi phí mình ở đó bao nhiêu ngày để tối ưu được. Ví dụ nếu như các bạn đi 6 ngày và các bạn là dành ra 2 ngày để đi chơi, để đi tham quan cho biết Quảng Châu và 4 ngày để đi chợ, thì trong 4 ngày đi chợ đó các bạn sẽ phải làm những việc gì? Đó là một ngày đi chợ để tham khảo này, một ngày để quyết định xem là mình sẽ nhập mẫu gì này, và một ngày là sẽ để mình quay trở lại, mình lấy hàng và mình đóng hàng vận chuyển đi ra cái khu trung chuyển về. Thì đấy, ít nhất là 3 ngày. Còn nếu mà bạn cần tham khảo nhiều hơn, dành thời gian để suy nghĩ nhiều hơn thì các bạn sẽ mất 4 ngày. Đó, cần phải xác định cái thời gian một cách chặt chẽ như vậy để tránh lãng phí. Nếu như mà các bạn đi quá nhiều chợ, các bạn cũng không chọn ra được cái mẫu mã nó phù hợp thì là lãng phí thời gian rồi. Thà mình dành thời gian thế để mình tìm hiểu hơn về Quảng Châu. Bởi vì nói là đi chơi Quảng Châu thôi, nhưng không phải là các bạn chơi không. Các bạn có thể đi đến những cái chợ bán lẻ của họ, những cái nơi ăn chơi của giới trẻ để xem cách họ làm kinh doanh như thế nào. Mình có thể học hỏi những cái điều đó ra làm sao. Đấy thì cũng là một cái việc học hỏi, chứ không phải là chỉ mỗi đi chơi không. Và thứ hai nữa là các bạn cũng phải xác định là cái việc là mình di chuyển giữa các chợ nó sẽ mất thời gian. Từ chợ này đến chợ kia nó sẽ khá là xa. Tùy từng khu nhá, sẽ có khu thì nó là tổ hợp mấy chợ. Nhưng mà nếu các bạn muốn đi từ khu này sang khu kia thì sẽ mất thời gian. Và nếu như mà các bạn lại còn nhập ở khu này một ít hàng, nhập ở khu kia một ít hàng thì có phải là tốn thời gian di chuyển và cái thời gian mình vận hành nhiều hơn nữa. Đấy, cái đấy các bạn cũng sẽ phải cân nhắc để mà mình làm sao cho tối ưu được nó. Và một cái kinh nghiệm xương máu nữa mà chính bản thân Su đúc rút ra được, đó là việc nhập hàng này, mình có nên nhập hàng hay không. Rất là nhiều bạn nghĩ là mình phải đi Trung Quốc, mình nhập hàng về, mình đánh hàng về thì mình sẽ có mẫu mã đa dạng hơn. Nhưng đấy là câu chuyện của 10 năm trước rồi, chứ không phải là câu chuyện của thời điểm hiện tại. Bây giờ cái sự cạnh tranh nó rất là lớn, có rất nhiều là tổng kho, họ có một cái trữ lượng lớn, họ đã nhập từ Trung Quốc về rồi. Hay là việc là Shopee quốc tế họ ship thẳng hàng về Việt Nam cũng là một cái đối thủ cạnh tranh vô cùng lớn với việc mình bán hàng thời trang. Nên nếu như mà nhiều bạn suy nghĩ đơn giản là các bạn sang Trung Quốc để tìm được cái nguồn hàng, chưa chắc nó đã phải là cái nguồn độc đáo mà giá rẻ cho các bạn đâu. Bởi vì dù vừa nói cái chi phí các bạn đi nó cũng đã là đắt rồi. Nếu bạn nào mà trẻ khỏe, sức khỏe chịu được, các bạn có thể đi đường bộ tiết kiệm được chi phí hơn. Nhưng nó cũng là một cái chi phí vận hành lớn sau mỗi cái chuyến mà các bạn đi nhập hàng. Vậy nên
các bạn cần phải tham khảo ở thị trường Việt Nam trước, xem là cái gì có ở Việt Nam hoặc là cái gì ở Việt Nam có mà mình thay thế được thì mình nhập luôn đi. Mình chỉ mua những cái gì mà hiện tại các bạn thấy là ở thị trường Việt Nam chưa có. Các bạn là những người có thể tiên phong được thì các bạn nhập. Bởi vì khi mà các bạn nhập hàng ở Trung Quốc ấy, bên cạnh là giá bán như vậy thì các bạn còn phải chịu là tiền vận hành, là việc các bạn đi lại di chuyển này, rồi là tiền các bạn vận chuyển từ cái gian hàng đấy về kho trung chuyển, rồi lại chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, nó rất là nhiều những cái chi phí nó bị đội lên. Còn khi mà các bạn nhập hàng tại Việt Nam ấy, ở những cái tổng kho mà họ đã đánh hàng theo công rồi, họ có cái mức giá được chiết khấu lớn hơn, họ có cái đường vận chuyển rẻ hơn, thì đâu đó có thể là cái giá các bạn nhập hàng Trung Quốc tại Việt Nam rẻ hơn là các bạn đánh hàng Trung Quốc ở Trung Quốc. Bản thân Su đã từng bị một cái việc như này, là ngày xưa lúc mà Su mới làm cà phê, là lúc đấy mình cũng muốn là mình phải có một cái gì độc đáo, là mình đi sang Trung Quốc như vậy. Mình non lắm, mình đi sang Trung Quốc, mình đến chợ vải là mình thấy là có những cái loại vải này có thể may được đồ của mình nhập về. Nhưng mà những cái loại đó thực ra nếu mà mình đi Ninh Hiệp, mình vẫn có thể tìm kiếm được cái loại đó, hoặc là 1910 với cái đấy. Nếu như mình chịu tìm kiếm ở Ninh Hiệp thì đấy là cái kinh nghiệm xương máu của mình, là có những cái thứ nó quá đơn giản mà mình lại làm nó trở nên phức tạp. Mình đi đến tận một nơi xa để mình phải mang rác nó về, trong khi ở Việt Nam hoàn toàn có những người đã giúp mình làm đỡ cái phần việc đấy rồi. Các bạn chỉ nên nhập hàng ở Trung Quốc khi mà các bạn xác định đấy là một cái gì độc đáo, hoặc là có bản sắc riêng của bạn, ở Việt Nam chưa có ai làm, hoặc ở Việt Nam rất ít. Các bạn có thể khiến cho cái điều đấy nó trở nên độc đáo với khách hàng thì hãng làm. Còn nếu không thì hãy coi cái chuyến đi đến Trung Quốc nó là một cái chuyến đi để các bạn học tập, mở mang cái tầm kiến thức của mình. Đối với việc đi nhập hàng, chúng còn rất nhiều kinh nghiệm nữa thì Su sẽ tiếp tục chia sẻ ở trong video sau nhé. Và hy vọng là những cái kinh nghiệm đó đã có ích cho mọi người, để mọi người tiếp tục đón nhận video thứ hai của Su.